chứ hạn chung như toàn Justy nhá. Đấy, giờ sẽ nhặt cái vỏ chai ra mọi người nhé. Đấy. Chắc phải làm sạch tất cả những cái đồ thừa nó đi mọi người ạ. Lấy ruột mà lấy cái thứ mà ăn ngon hơn. Xin chào tất cả mọi người nhá. Một ngày mới. Hôm nay mình sẽ đánh lưới, nhưng mà đánh hôm nay mình có một cái tấm lưới khổng lồ. Một ngày mới bắt đầu, đây là mà một cái hồ mới. Hồ mới mọi người. Hồ này thì ở gần nhà dân, nhưng mà hồ này thì thân lưới đấy dài phải đẩy giật hạt, phải đẩy cái chì của nó rồi chứ. Cái nó quấn vào nhau ấy. Đấy, hồ này là của nhà dân mọi người, nhưng mà tầm khoảng chục năm nay là không thả cá, nên là người ta cho câu hay đánh bắt rất là thoải mái. Thì bây giờ là mình sẽ thả để hy vọng là kiếm được một con cá to ở đây. Cầm cái đầu ấy, cầm cái đầu không nó tụt hết ra đấy. Cầm chắc cái đầu ấy. Cái hồ này thì cực kỳ sâu mọi người ạ. Trước là nó cũng là cái mong than như ở trước cửa nhà mình ấy. Tí nước vào cho nó dễ. Vào chí ấy, cho nó dễ. Đấy. Đấy nhá. Vắt hẳn lên, vứt hẳn cái đầu bò ấy lên trên bờ ấy. Bờ. Thôi để đấy thôi. Hôm nay thì bố của mình đánh cái lưới to rộng. Thôi được không? Thôi cạn đó. Nhưng mà nó cũng chỉ là bằng cái lưới kia mọi người, bằng cái mắt lưới 4. Cẩn thận đấy. Đấy, sáng ra quay sang bên này đi Nguyễn ơi. Sáng ra trời rất nắng. Đấy, mọi người để ý cái bóng của anh em mình hiện tại giờ là nó đang theo cái hướng mặt trời mọc lên. Đấy, mặt trời đang bên này. Đông. Nó là buổi sáng này. Sáng đây là lặn sang bên kia. Ê, bố vào vào ấy. Cạn, không có gì. Nhìn này trời, mò phát này lên nguyên một đấy nhá. Một con. Ừ, nguyên đấy. Nhấc này. Bò to thế không? Ui giời, tí lại được một nồi. Ui, ui thấy chưa? Ra ra. Ra cho lên cho quay cho mọi người xem. Đi đi. Ừ, giờ đứng. Đứng treo. Yên. Đấy, mọi người nhá. Đang nhiều. Đừng chéo. Chéo có chéo đâu. Chuẩn bị lên nữa này, lên một nắm này. Cho bóng nó có ánh nắng mặt trời không? Không cần. Đấy, mọi người chưa? Yến này đứng nguyên nha. Đứng nguyên này, đứng nguyên này. Yến phải nước trong mới bắt được mọi người ạ. Yến chỗ cũng bắt cho mấy con. Ui giời. Có khi được cân nữa. Ô, gọi 2 cân đi. Mấy cân, 1 cân đó làm gì. Để yên, đứng yên để bố nhìn nhá. Vâng. Thuyền gió nó tự trôi. Cứ để, có nghĩa là chú chỉ cần ghi để cho sát sát thôi. Hoặc là để tay bố cháu điều khiển thôi. Đây, 2 con. Con to con bé. Đấy, đấy à. Hay. Đấy, hôm nay chuyển địa điểm là có mùi ăn ngay mọi người ạ. Mùi mới. Phát này á. Cái này nếu mà kiếm được hoa chuối, bố mình làm món chai xào hoa chuối mới gọi là ngon bố nhỉ. Để con nhìn nữa, đây mọi người này. Thấy luôn. Đấy, đi đâu cái tay.
Treo treo cái kia vào. Treo thế nào? Để thôi, cứ treo một chuyến thôi. À, treo một tay bên đây rồi đấy, đúng rồi, cho vào sát sát đấy. Không, bố của mình lui lui dìa lên. Thế nên bắt phải xem còn con này nó không ra kia bắt. Đây. Bố phải bám đấy, bố phải bám rồi. Rồi, đừng ấy thuyền nhá. Chuyện này vừa cho nhìn một đống. Đi nó làm nguyên một chảo. Ui rồi, luộc ăn. Thèm đấy. Đã thèm chưa? Thèm. Mày biết môi đón chén là môi gì chưa? Đây, một con này mọi người này. Ê mọi người nhá, thấy chưa? Đấy, to nhìn quả môi như môi trúng ấy. Ờ. Đấy đi. Ừ, để mình cũng nhìn. Ô đây một con nữa, từ từ bôi. À không phải. Ô đúng rồi. Ở đây có gì đi nữa. Đầy mất sao. Từ từ. Mình lái ra ngoài mất rồi. Ừ đây. Dưới nhiều lắm. Đây mọi người này. Đi dưới. Trai dưới giờ đấy. Đừng vậy, đi đây đi. Đi lên này. Đây là những cái chỗ để con tốt tướng kìa. Từ từ thì con vào trước nha. Tí nữa bố con mình sẽ đi bắt tiếp mọi người ạ. Thôi, lấy lưới lên để thả nó lưới. Thế là đã được sắp được một bữa mọi người. Lấy lưới lên dùng dìm đi. Con trai này luộc hoặc là nấu cháo ăn rất ngon, hay là tí nữa làm bữa cháo trai bố. Cũng được. Con thèm cháo trai phết đấy. Cháo trai tí thái rau răm này này. Thái rau răm này. Tí hái một ít này rau răm này mọi người này, rau ngổ nữa. Rau ngổ cũng cho vào cháo được không? Đó, thả đi. Ở dưới này đi. Hôm nay kiếm được cái hồ mới. Con lộc mới ngay mọi người ạ. Hồ trên kia không có trai. Ôi nhiều trai lắm. Mà trai đặc biệt là nó sống được ở nước sạch cơ mọi người ạ. Nước bẩn là ô nhiễm mà không sống được. Cho nên mọi người cứ bắt được con trai. Đặc yên tâm là nơi đấy là khu nước sạch nhá. Giờ là chú cháu thả tiếp. Chú Nguyễn đây. Cháu thấy chú đứng như vừa nãy là nó tốt hơn đấy. Đấy xong rồi tay thò rộng thôi, đỡ dính vào thuyền. Giờ là sẽ để đây và bố con mình sẽ đi quay lại chỗ vừa rồi. Mò chai mọi người nhá. Điều được lát nữa mà cái thành quả mò chai được bao nhiêu mình sẽ quay lại cho mọi người xem mọi người nhá. Cái bụi này à? Có con gì không? Chắc con lẩn mất rồi. Chú Nguyễn xem nó có trai không? Ui, đánh đây rồi. Ui, hồ nó chạy ra giữa hồ rồi. To không? To bằng cái nguy hiểm đấy. Nó lặn nhanh lắm, mà đầu nó trắng phau luôn. Nó bơi nhanh như cắt luôn. Rắn à? Nó bơi nhanh rắn à? Rắn, rắn. Rắn, rắn. Nó ra
Tỏ đây, đi chưa? Tỏ đây, đi chưa? Ui, thì cả con kia to. Ở đâu? Ôi ơi. Không vâng. Ở giữa hồ luôn mọi người, xa quá rồi, không nhìn thấy. Mất rồi. Đây sâm chai mọi người ạ, thì muốn có thể động động nhưng mà không hổ trâu. Ui dồi ôi, cái chai nó bẹt vào là chỗ này. Đâu? Đây này, ra đây này. Đây mày ra mày, được rồi mày bắt từ đấy. Mày nhìn thấy chưa? Ui ôi, đây mọi người nhìn này. Đây, à, đây, 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 nhẹ nhàng thôi. Chỗ này hai con này, con này. Đây ba con. Đấy. Ui giời, mẹ chỗ này bận vào rồi. Đây mọi người này. Mọi người chưa? Đấy, đây này. Đấy, chai này. Ở đấy nhiều thằng banh bắt từ từ thôi. Một, hai này. Đây này, con ba ở đây này. Mấy con đây đã bắt, lại còn bắt ở đấy, nó đục hết rồi. Đây. Đây này. Rồi rồi. Đây mọi người này. Một. Ngày trước mũi chia tay còn 4-5 con này rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Con lội xuống. Ui. Có con cuốc này. Con này chết đi nhỉ. Cuốc chết. Chạy đi, nhặt chạy đi. Nhiều chạy lắm. Bẫy của tao ấy, để nguyên đấy để lấy mùa đánh. Đúng chưa? Đúng rồi. Chỗ đấy hàng mấy chục con. Ừ. Mấy con ấy, từ đấy chưa đủ chưa hết chặn thôi, chặn thôi, vứt vào nào lại rơi xuống. Đây. Đây rìa này. Nhăn nhán. Ui ôi trai con nhiều. Ui, lắm. Đây hai con to thằng Nguyện này. Đây. Đây. Hai con to tướng này. Ba con đây à. Thằng cái con tướng này. Đấy. Một này. Hai này. Hai trai đây Nguyện này. Ba này. Bốn con. Đây con to. Đây, đây, coi chưa? Tao nhìn đã biết rồi. Ôi. À, không lấy chưa? Rồi. Đấy, làm sao ấy? Đây đoạn này mấy con này. Một em này. Một này to. Cái con tím này, đi chậm chậm chết rồi. Dẫm xuống đục hết rồi. Hai em. Ba em. Bốn này, hai con một lỗ. Dẫm cả một chân. À, ui giời này, 6 con một chỗ. Nhúc nhúc đi. 7 con một chỗ, mẹ con này to chưa. Ấy. Ấy. Ui. To chưa mọi người. Nhưng mà đi trên bờ bắt được chai đéo thì đổ ruộng trứng nước. Ôi hồ. Dạ con đấy con hổ trâu. Con đấy to hơn đấy nhanh. Hả? Nó bơi nhanh lắm. Ngoan thì phát ra con đấy sang. Con đấy con hổ trâu. Đi hồ vui. Đây là đây là một tí này. Mấy con này. Đây, đây có cái bẫy mọi người. Bẫy cũ. Bẫy cũ. Đi đừng động như thế. Động thế là đi từ từ thôi. Đi nha. Là 4-5 con. Ừ. Đây nha, nó vô cái mõm đây kìa, xa xa kìa. Hai con. Nhìn thấy chưa? Ngay dưới mặt đấy. Đấy. Đúng rồi. Đây chỗ này mấy con này, cho bắt từ từ chỗ này mấy con này. Ngay thẳng ngay nó có hở hở một tí đây thôi. Đấy, ngay đằng sau tay mấy con nữa. Đấy, ngay ra nuôi ngoài con nữa. Đấy. Thấy chưa? Thấy một con. Đây, đây. Đây này. Nhiều quá. Đi từ từ thôi. Ngay trước mặt đấy. Đấy. Nuôi bên trên cái lỗ lỗ. Đấy. Có không? Đấy. Đi đây này. Này. Đi hẳn lên trên kia để chú bắt ở đây. Ui đây hai đá con rồi. Đây này chỗ này đi từ từ thôi. Nếu mà đi nhanh là không bắt được nó đâu.
giống trai này phải đi từ từ. Chắc đục. Con một. Ui mẹ tôi ở đây. Bạc ngàn. Bạc tôi. Vào đúng bạc trai mọi người ạ. Con nào? Con nào từ đoạn trên này? Đây á. Ờ. Nghe tiếng mẹ chặt chặt ở. Con đéo gì nhau. Đoạn này đầy này. Đây. Ui. Nhiều lắm. Nhớ mọi người ạ. Trai. Mình rắn luôn. Lao thẳng vào bụi kia. Đoạn này có. Đoạn này có trai thì đây ra có trai. Không biết đâu. Vậy mới đặt to lắm nhá. Vâng. Ừ. Đấy. Bế nhiều không bố? Đấy. Đây đây đây. Đây mọi người nhá, một con đây này. Đấy, chú Nguyễn bắt luôn con đấy. Đấy. Cho mọi người xem đúng rồi đấy. Đấy. À, ấy, con. Đây nữa này. Từ đây một con nữa. Đi đi eo đục. Chết à? Này còn con nữa. Ê, phun. Ôi giời. Phun. Phun nước. Thiên nhiên tạo hóa. Anh là con trai gì? Ôi đục rồi, chết rồi. Hai này. Một này. Hai này. Nhiều. Đấy, ngon chưa? Đấy chưa? Toàn trai ngon. Đứng sống con này. Nếu con to ấy cho mọi người xem. Cái này đi đoạn này. Đấy. Còn con trai. Đấy. Đấy, con này nấu rất ngon. Và đặc biệt con này nó chỉ là nước sạch thôi. Ở trong đây thì nhiều thức ăn được mọi người ạ. Nào, mò tiếp ra. Con này được một làn không? Bố mình thì đang mò kia rồi. Đi lại xem sao mọi người nhá. Bật trà này rất vui. Ui, cười dày rồi. Đây bố vứt được gốc cây này. Không, nuôi lên tí. Nuôi lên tí cho nó dễ. Mọi người ai muốn ăn chai thì tới nhà mình nhá. Hình như đoạn này nhưng mà đoạn này không to bằng đoạn dưới kia đúng không? Đúng rồi. Đoạn tàn chai nhỏ nhỏ ấy. Vừa nãy nếu như mà là người có kinh nghiệm như tầm mình trở lên là sẽ vồ được con rắn vừa lấy mọi người. Mình không phải nói gì chứ. Nếu như mình chỉ nhẹ nhàng rồi mình sẽ quan sát chứ mình không đi nào rụt rụt cơ. Đấy. Ừ. Tọt đúng nhất. Đấy. 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 Để đây một tí nữa. Chú Nguyện là lấy. To nó ở ngoài sâu con ạ. Ngoài sâu à? Ừ. Đến chỗ mà tắm xong rồi mò ấy nhờ. À. Nhiều. Đấy chú Nguyện kìa. Thập thò chú con rắn vô chỗ. Ba con to đùng. Đâu rồi? Đây đây. Đấy. Mất con rắn nhưng mà được chỗ trai mọi người nhá. Ngoài sâu rồi. Con to lắm. Con trai to thôi à? Ừ. Đấy kìa đúng rồi. Nông dân thực thụ mò như mấy bà mò ốc. Đây đây đây. Ui, gai à? Nó phải cứ nhặt lốt hai con này không để đục nó ra nơi tí không nhìn thấy. Đâu? Ừ. À. Ê, chú Nguyễn đây. Đó. Trên đây nhá, nhìn này. Đâu? Ừ. Đi vừa vừa thôi, mày đi thấy nó huồng hết nước đục nó đẩy đi trước là mình không nhặt được đâu.
chai phải đi từ từ thôi. Ôi, lên đây chối chỗ vào đi. Mấy cân rồi? Nhiều. Con này dưới kia nữa mà. Đừng bắt chai phải đi rừng, bình tĩnh thôi. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực dụng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi như này mọi người nhé. Mỗi một miếng này sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy, thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Đây em mọi người nhé. Thì sau khi bắt chai ấy thì anh em mình đã đấy, thành quả mọi người thấy chưa? Chai. Ôi. Chai toàn chai. Đéo một gái. Đấy mọi người ạ. Thì với những con trai như này mà anh em mình bắt được ấy, thì bây giờ mình sẽ, anh em và bố con mình sẽ chuẩn bị nấu một cái món là cháo trai ngon. Đấy, trong cái quá trình mà đánh cá cũng như bắt được trai ấy, thì anh em mình cũng vẫn bắt được rắn bình thường mọi người nhé. Nhưng nói chung là rắn thì cũng quay rất là nhiều rồi, nói đi nói lại mãi cũng thế thôi. Mình quay rắn nhiều, bắt rắn nhiều rồi, thì bắt đi bắt lại thì mọi người xem nó cũng không có cái gì làm hứng cả. Chứ còn thực ra thì rắn thì ngày nào phải bắt, có bắt rắn thì mới có công được mọi người. Không bắt rắn thì ấy, không có công mang được mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy chưa? Ấy, nà rắn đấy, hổ mang đấy. Úi giời, úi ơi, nó nào lao cắn. Thế là khi mà anh em mình đã bắt được rắn rồi thì mình cũng ít, đợt này mình cũng ít quay rắn cho mọi người xem. Thì chính là nó cũng nhiều rồi nên là nó cũng gây sự nhàm chán, chứ không phải là đi sinh tồn mà không bắt con gì, chỉ quay nấu ăn thì nó cũng không đem lại cái thu nhập cho mấy ba người liên tục được. Đấy, mình vẫn phải bắt rắn, ở trong khi đấy là mình vì mình không quay rắn thôi, chứ còn thì tất nhiên là phải bắt rắn thì mới có ngày công được. Đấy mọi người nhé, hôm nay thì được 3-4 con rồi. Hôm nay sẽ làm món cháo trai. Ba bốn con rắn. Úi giời. Úi giời, nó cắn đấy. Một đầu đó. Ấy. Bành luôn rồi. Mọi người. À. Ấy. Khi úi. Thế giờ. Cho nên là phải bắt con rắn nữa thì mới có công mọi người nhé. À. Ừ. Dã man chưa? To. Dã man con gà. Cái tay hú kìa. Mày phải cắn tao. Cắn luôn đấy. Cắn lá đi. Cắn lá đi. Đập nó cáu. Vì là cũng phải có con hàng thì mới có ngày công để đảm bảo được. Úi giời, mồm nó há ra. Mồm nó há ra. Nó thở. Mọi người nhìn cái bành của nó rất là đẹp này. Thấy mọi người chưa? Chuồn vo này đấy. Chứ không thì không bắt rắn thì không thể lấy đâu ra tiền được. Đấy, cứ vài hôm thì anh em mình sẽ về nhà một lần để mà mang rắn đem về. Đấy. Chú Dự thì đang thì nấu cháo mọi người ạ. Chú Nguyễn. À, chú Nguyễn. Bây giờ cứ nhầm tên thôi. Mọi người có ăn cháo nhỉ? Nấu quá luôn rồi. Đấy, thì giờ mọi người cùng theo chân mình đi vào
nấu món cháo cùng với lại chú Nguyễn mọi người nhá. Đấy mọi người nhá, nồi cháo của bố con mình đây. Đấy, và chú Nguyễn giờ thì nấu cháo, đậy vung vào và đợi thành quả mọi người nhá. Bắt đầu nồi cháo có nửa. Đấy mọi người nhá, giờ chai đã chín và há miệng hết rồi này. Đấy, cái nước chai thì nấu canh thì rất là ngọt mọi người ạ. Nóng, bố làm con ăn không thích ăn à, bỏng. Đấy, giờ sẽ nhặt cái vỏ chai ra mọi người nhé. Đấy mọi người nha, giờ là sẽ đổ dầu. Đấy, cho dầu vào, bắt đầu phi hành mỡ lên. Ôi rồi, cái chặt kèo bắt đầu đã gieo. À, chuẩn bị được chén rồi đấy. Cái gì chặt, có phải chặt không bố? Chặt cái gì? Ừ, băm lên. Có anh chín ạ, chặt bố thấy. Ngon không? Không, không ngon. Thơm không? Thơm đấy. Đây là chai thì mình sẽ thái nhỏ ra một chút mọi người nhé. Ok con dê mọi người ạ. Cái này mình nấu cháo nên là mình sẽ cho nhiều gia vị một chút. Thì tí nữa mình sẽ cho cháo thì nó sẽ vừa luôn. Nếu mà mình cho mặn, à cho nhạt, gọi là cho vừa miệng thì tí cho vào cháo nó lại nhạt mọi người nhé. Bỏ cái dao thêm ra để tí ra. Đấy mọi người thấy chưa? Rau răm nhé mọi người nhé. Ui, thơm. Thơm ngon mời bạn ăn nhé. Cho nồi cháo đây. Cho nồi cháo đây. Đấy mọi người, tuyệt vời mặt trời luôn. Bê hẳn nồi cháo đây xong rồi để anh múc cái này anh cho vào nồi cháo. Bố mình là đầu bếp ấy. Đâu, sao bố không múc tới cho sang đây luôn? Thôi, cần gì hai thứ đều chín rồi thì múc trộn với nhau là được. Cần gì phải đun nữa đâu. Yeah. Cháo đã chín nha mọi người nha, thấy chưa? Đấy. Nấu nhiều để không sợ. Sáng mai là đói. Cả nhà thấy chưa? Rất là ngon luôn. Cả nhà thấy chưa?
cho vào cháo đảo lên là chén thôi cả nhà. Đấy, mọi người thấy cái lùi cháo lùi đất này khi bắt bếp ra rồi mà nó vẫn còn đang nghỉ kìa. Đấy, có hành khô, rau răm. Đấy, và cháo. Nhìn này mới gọi là phê. Ôi dồi ôi luôn. Ôi dồi ôi luôn. Đấy. Ôi, bố cái cháo ra chứ nó khét. Mọi người này. Ôi dồi. Đấy. Mọi người thấy chưa? Ôi dồi ôi. Thằng mày nó ôi dồi ôi. Ăn thế này thì còn lâu mới Tết. Sang năm Tết rồi. Cuối năm nay là sẽ có Tết. Đây mọi người này. Úi, sướng chưa? Ừ, có được cháo mà ăn kiểu đấy, mà ăn ướt thì mà ăn ngoài. Bố bắt đấy. Cháo liêu đất mọi người. Đấy, giờ mình sẽ dựng máy quay và cùng mời mọi người đánh chén cùng với gia đình mình nhá. Đấy. Ui giời, thịt chay mọi người này. Đấy. Ui. Chay, cháo chay, rau răm. Một bát. Bát này. Nâu đuôi đuôi này. Mà ăn. Ui giời. Hai bát. Mọi người đã thấy ai ăn cháo ăn đũa chưa? Chỉ có gia đình nhà mình thôi nhé. À, thằng Bảnh mỗi mà hốc. Đấy. Mà cả nhà dùng với bố con anh em mình buổi chiều nhá. Đây, về hướng mặt trời đang lặn rồi mọi người ạ. Ý. Cha 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 cha. Cuộc sống là nó chỉ đạm bạc cái này thôi cả nhà. Giờ mình sẽ đặt máy quay lại mọi người nhá. Ừ. Ui giời, đấy mọi người chưa? Mời tất cả mọi người nhá. Anh đi chào. Mời anh nhá. Đây mọi người này. Cái miếng cái bát cháo chay này. Ý, mọi người thấy chưa? Úi giời ơi, ngon lắm mọi người ạ. Này, nhìn mọi người có thể nhìn rõ cái con chay nhé. Lòng thơm thật. Thơm phức luôn. Ăn không thể chê. Chê vào đâu được. Ăn tối nói chi? Ăn tiếp. Ui, ăn ớt rồi, cắt ớt rồi. Ê, mọi người. Bếp lửa rất là ấm mọi người. Cho xin đôi đũa. Đây à. Ừ, nuôi ơi, không người vào. Đây, đấy con. Mọi người này. Đấy, bốc khói. Bốc khói nghi ngút luôn. Thơm luôn. Thơm phương phức. Bạt thì mặt thơm phương phức. Mình mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Còn đâu phải nhớ cất đi đêm đói hay ăn. Ăn cháo thì nó rất, ăn cháo ăn sớm thì nó đói mọi người ạ. Đây. Con trai đi. Nấu một xong đầy để phòng thủ rồi. Cho nên là không sợ đói. Ngon. Chưa rồi. Đậm đà ngon. Con trai là mình. Con trai này nó ăn nó dai dai. Sẽ phải làm sạch tất cả những cái đồ thừa nó đi mọi người ạ. Lấy ruột và lấy những cái thứ mà ăn ngon thôi. Thơm. Chân lượng ấy. Ngon hơn cháo ngoài chợ. Ngoài tâm nấu kiểu gì ấy. À, chợ tính gì. Bố lấu ngon đúng không? Quá ngon. Cháo này cháo dinh dưỡng nhưng mà thiếu mất nhiều bạn. Hạt tiêu bắc mọi người ạ. Kìa. Tiêu đỏ ấy. Đây. Tiêu đây. Cay chết cháu. Đã nóng rồi gặp cay nữa ăn thôi được. Ăn chắc mồm không? Ngon. Chú ơi, đội cái mũ ngược lại về cho mọi người chiêm ngưỡng xem. Mình ăn. Nóng rồi chú. Nóng. Cay nữa phải không? Cay. Nguyện chưa vợ mọi người nhá. Đấy, nó béo của cái mùi chai. Ui cái gì đấy? Mày đánh cái gì ôi lông gì? Rơi dâu. Nó nóng mọi người ạ. Nóng người ăn như thế. Húp xung quanh á. Húp xung quanh, húp xung quanh á. Thế mới được nhiều. Ở đây mấy hôm mà mọi người à. Khả năng là đi phải đi nghiên cứu xem nào tối đến đi bắn mấy con cò. Đúng rồi. Em biết cò nó ngủ ấy dưới cái chỗ vừa nãy con bố ấy trai đấy. Con nó ấy nhiều đây dạng tre nhiều nhiều ở chỗ hôm nay ấy bắt đánh cá đấy hả? Đúng. Ở bên đấy hả?
Ở bên kia hay bên này? Bên kia nó trắng ở dưới mặt đất. Bên chỗ bụi tre gì? Đúng. Tối đi soi bắn. Trời bụi kia cũng quá. Ngon quá chú ạ. Anh tay cháu xin nữa rồi. Cho gia vị chuẩn đấy. Đúng thật lắm lúc mai ngùa mẹ cút. Phụ nữ cứ bảo là chỉ phụ nữ nấu ăn ngon là sai lầm. Đàn ông nấu ăn thế này thì khỏi chê luôn. Khỏi chê luôn. Mà thấy những đầu bếp nổi tiếng đa số là đàn ông. Đúng rồi. Không có mấy khi là phụ nữ là đầu bếp nổi tiếng. Có những ít mà ạ. Trong 10 người thì phải 7 người đàn ông là đầu bếp nổi tiếng. Chỉ có 3 người còn lại là phụ nữ thôi. Nhưng mà 99% phụ nữ là khéo tay hay làm là chỉ có đếm ấy. Đấy. Đếm tiền thế này. Đúng rồi. Không sai luôn. Đấy là 99% nhá. Còn rơi vào iShop thì chưa tìm thấy. Thế con gì nó kêu quảng quạc rồi chú? Chờ ăn xong bát cháo suy nghĩ đã. Không, nói thật, chú cứ trả lời thật đi. Mẹ con dịch. Thế con gì nó kêu meo meo bố? Con bành. Mày với kêu ấy. Con mèo. Mày với kêu ấy. Con mèo nó kêu meo meo. Ừ. Chú con gì nó kêu tiền. À. Nuôi khó lắm. Con vợ. Cả một vấn đề đấy. Ôi. Ăn cháo à. Nó nhanh đói nhưng mà hôm nay à. Chuyển đến cái hồ mới. Thế là anh em mình đã bắt được một ít chai. Đấy rất là nhiều chai. Thế cho nên là. Sẽ làm bữa cháo chai cho mọi người xem. Nói chung là. Chai thì nó không đắt đâu. Thế nhưng mà bây giờ để mà ngồi mà làm bát cháo chai thì chắc là đến mình phải tính đến tầm khoảng 90% là mọi người trong gia đình không có thời gian để nấu một nồi cháo chai tự tay mình nấu. Mà đa số là đi ăn ở quán. Nhiều cũng đoạn quá. Hoặc là mua về ăn. Còn đâu là chai với anh em mình mò ở thiên nhiên này. Đấy. Là anh em mình về anh em mình làm lên và nấu lên để ăn mọi người nhé. Ừ. Cái đánh con trai ấy, nó dai nó ngọt vô. Mình kho đường nóng thì mình phải húp. Húp cho mình tròn. Nhưng mà bây giờ kho làm một nồi cháo chai nó cũng chả mất mấy thời gian đâu mà. Đúng chứ. Vì chợ cũng vùng quê bây giờ mới có. Chứ thành phố không có. Thành phố chỉ đi ăn ở nhà hàng ấy. Bún quê ít rồi, đây nhà hàng người ta nấu mà nấu mặn một bát đắt lắm mọi người, từ 70.000 chuyến 100.000 ở chỗ mình ở dưới khu vực dưới kia. Nhà hàng ấy, và mình làm ra quán về hè cũng phải 30.000 một tô cháo chai, mới chỉ cho được 3 con chai thôi, gọi là như xôi cái gì nhỉ, 3.000 xôi 7.000 lá à bố. Ừ. Tới đây mình đánh cá kiểu khác. Lưới quen rồi quá nhỉ. Quen lưới, dựa lưới phát nó ra luôn mọi người ạ. Ai mà trong cái nghề đánh lưới thì biết. Khi mình đánh lưới mà mình ngâm ấy, mà trải qua mấy ngày mới không có cá dính ấy, vì là mình đánh ấy, nó có rêu cáu nó bám vào lưới, cộng thêm là những cái con cá dính trước ấy, nó sẽ để lại cái mùi, thế nên là khi mà ngâm mấy ngày không được cá tức là cái lưới đấy bị gần như là bị nộ, gọi là cá thì mình đánh như kiểu đánh lưới gọi là đánh bẫy cá, nhưng mà khi bị lộ rồi thì nó sẽ không còn nào vào nữa mà nó chỉ đến đấy là nó chạm mà nó quay ra, nó dựa lưới thôi chứ nó không đâm thẳng vào lưới mọi người nhé. Quá ngon luôn. À, ăn chậm nhỉ. Nóng, nó cay. Hình như mày ăn ớt sao đây. Vâng. À, làm lối này đêm bắt đầu đói nên là ta lại ăn tiếp mọi người. Tối nay còn ăn hết. Đấy mà đêm. Chú cà. Chỗ ớt còn ngon lắm bố thử không? Ví dụ ăn những món như măng này, đậu này, rau xào này, tao rất thích ăn ớt.
đấy. Nhưng mà nếu mà ăn cháo hay ăn đấy là không thích ăn hơn. Mọi người, chú quay cho mọi người xem luôn, quay sát vào. Cho bầy nhiều nữa thì ăn cày thì vỡ mồm. Có những cái cây đằng sau cắm vào lưng ấy. Ô để cháu đơm về. Ôi. Cháu xem tí. Ô để cháu đơm về. Món cháo chay rất là tuyệt vời. Cháu đơm thì cháu lấy được nhiều chai. Ôi mọi người. Rất là bát thứ hai. Đấy. Cá quậy rất to. À. Không phải ăn luôn nhá. Dùng bằng tay. Đợi hai mòn. Mình về mình sẽ ăn. Không, chỉ tìm cái xoài cút trước bố ạ. Thì đi xuống mấy cái thuộc xuống nọ bố con mình đi vào rồi thấy lâm cút mới lại lốt chân nó dìa suối ấy. Dìa bọng ấy. Dễ dính lắm. Ngon quá. Nhiều người không biết nấu món chay này nó có. Mà có vẻ ăn biết nấu đâu. Nhiều người còn chưa được ăn thực tế cái này. Hầu như là chay họ xay gạo họ xay ra. Là chính họ bán. Xay. Đa số là cái hạt gạo nó không còn mà nó chỉ là dạng bột thôi. Bột đấy bố nhỉ. Ở trước tối đến chỉ có một cái đệm, một cái chăn, hai thằng ở bên ngoài quấn còn thằng ở giữa tự do nằm ngủ ngon luôn, ở giữa không cần mềm chìm chăn mọi người. Cũng may là cái đợt này là mưa thuận gió hòa cho nên không có cái thời mưa. Tiết nó đẹp. Đợt vừa rồi nay khay một chút xíu cho nên là số cũng may. Muốn làm bát nữa? Hai bát rồi. Đêm ăn tiếp. Mình ăn được một bát bốn, mình đã ăn được hai bát rồi. Ô bát mày ăn kinh. Cái người con ạ. Úi giời ơi. Sọp sọp cứ mẹ. Đánh nóng. Tớp như gạo cá tớp mồi. À nóng. Ăn nóng này toát mồ hôi rồi mới. Đây mọi người nhé. Cho bát đầy quá, nó nóng. Đấy, mình đang tháo cái dây mình buộc máy quay. Đấy. Đây mọi người nhìn này. Con trai cắt ra. Úi giời ơi. Úi giời kìa, trông mõm kìa. Úi giời kìa. Úi giời. Đây mình lồi này mọi người này. Cháo trai rau răm. Đấy, rất là ngon. Nóng quá. Đây Nguyễn. Đây mọi người nhá, thì anh em bố con mình sẽ tạm thời kết thúc cái video ở đây đi. Để mà chuẩn bị cho một buổi tối. Đấy. Thì mọi người xem video thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team sản phẩm thực vùng cao nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người nhé.